Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Một ca sĩ công giáo vừa qua đời vì Covid. Kính thưa cộng đoàn, theo thông tin từ người thân, ca sĩ Phêrô Ngô Quốc Linh trút hơi thở vào chiều ngày 11 tháng 12 tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian điều trị Covid-19, hưởng dương 41 tuổi, sự ra đi của anh khiến cho gia đình, đồng nghiệp và khán giả vô cùng xót xa. Theo như cha Paulo Lộc chia sẻ trên trang cá nhân của mình, chiều nay 11 tháng 12 năm 2021, trước khi anh đi vào hôn mê, anh đã xin được rửa tội vì đó là ước muốn của anh lâu nay. Vợ anh đã gọi cho một nữ tu xin vào rửa tội cho anh. Nữ tu ấy đã gọi cho tôi, nhưng vì hoàn cảnh dịch bệnh không thể vào ban bí tích thánh tẩy cho anh. Tôi đã hướng dẫn có thể nhờ ai đó bên giường bệnh rửa tội cho anh. Rất may, lúc ấy có vợ anh đang điều trị Covid được ở bên cạnh anh. Chị cũng là một người chưa theo đạo. Qua điện thoại, sơ đã hướng dẫn chị rửa tội cho anh. Lúc đầu, sơ chọn tên thánh cho anh là Giuse, nhưng sau đó, chính anh xin chọn tên thánh là Phêrô. Sau khi được vợ rửa tội, anh đã rất vui mừng vì anh đã đạt được ước muốn của mình bấy lâu. Sau khi rửa tội, anh đã dần đi vào hôn mê. Thật bất ngờ, sau đó không lâu thì anh được Chúa gọi về. Xin cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Ca sĩ Phêrô Ngô Quốc Linh xuất thân từ Huế và được tiếp cận với âm nhạc từ nhỏ. Sau thời gian rèn luyện, anh sở hữu chất giọng trầm ấm, phong cách biểu diễn tự tin và có được lượng khán giả hâm mộ nhất định. Lúc sinh thời, ca sĩ đạt được thành công với những thể loại nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc quê hương được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến tại Việt Nam. Anh sở hữu chất giọng ngọt ngào và truyền cảm, gắn liền với một số ca khúc xứ Huế như Lá thư đô thị, Mưa đêm tình nhỏ hay Kỷ niệm một chuyến đi. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên hát các ca khúc về Chúa và mẹ Maria được mọi người rất đón nhận. Những ca khúc như Cho con thấy Chúa, Dột lệ ăn năn, Tình yêu Thiên Chúa, Con chỉ là tạo vật là một trong những số đó. Kính thưa cộng đoàn, thật mừng cho anh vì trong giờ lâm tử, anh đã được rửa tội làm con cái Chúa. Trong niềm tin vào Chúa phục sinh, chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Cậy vì lòng Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé.